Xin chào quý khách hàng. Hôm nay, thiết bị y tế 24h.com giới thiệu đến các bạn sản phẩm bàn đá hơi cao cấp Automatic Steam Brush. Sản phẩm vừa được chúng tôi phân phối chính hãng ra thị trường. Sau đây, tôi sẽ mở hộp sản phẩm. Phía bên trong hộp, nhà sản xuất trang bị khay xốp chống sốc phù hợp cho việc bảo quản và vận chuyển xa. Một thẻ bảo hành chính hãng của thiết bị y tế 24h.com. Một sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Một cốc đong nước, một vòi nước phụ gắn vào sử dụng cho chai nước thông thường, cùng 3 bàn chải với tính năng khác nhau, một thanh kẹp dùng cho quần áo thông thường, áo sơ mi và quần âu, một đầu chải lanh dành cho vải lụa, vải lanh, áo dài, một thanh chải dành cho quần áo lông hoặc vải len, quần jean. Và cuối cùng, nhân vật chính của chúng ta là bàn là cao cấp Automatic Steam Brush cùng một bình chứa rất lớn, dung tích lên đến 200ml, phích cắm điện tiêu chuẩn, đúc nguyên khối rất chắc chắn, bảo đảm an toàn khi sử dụng. Sản phẩm được xuất đi thị trường châu Âu, có chứng nhận CE ROHS in trên thân máy. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn sử dụng sản phẩm bàn là cao cấp Automatic Steam Brush. Trước khi sử dụng, bạn dùng cốc đong nước vào bình hoặc vòi nước phụ để kết nối với chai nước thông thường. Sau đó mở tay cầm và gắn bình nước. Chọn một đầu chải phù hợp với mục đích là đầu của bạn. Kết nối nguồn điện, máy sẽ hiển thị màu xanh nhấp nháy. Đợi khoảng 15 giây để bàn là đun nóng nước. Khi đèn xanh hết nhấp nháy, bạn ấn nút công tắc hơi để sử dụng. Ưu điểm nổi bật của sản phẩm: hơi nước ra rất mạnh, đều và không bị ngắt quãng, không tạo thành giọt như những sản phẩm bàn là ủi khác, mang lại hiệu quả ủi nhanh hơn, không gây cháy, quan vải, an toàn cho người sử dụng. Sử dụng công tắc điều chỉnh hơi nước để tăng chế độ, máy hiển thị màu xanh lá cây là mức độ thấp nhất, xanh dương là mức độ trung bình, màu đỏ là mức độ cao nhất. Sau khi sử dụng, bạn rút nguồn điện để nguội máy và tháo bình nước. Sử dụng công tắc điều khiển cập để gập máy. Sản phẩm được bảo hành 1-1 trong vòng 30 ngày sử dụng nếu khách hàng phát hiện ra lỗi của nhà sản xuất. Cùng với đó, thiết bị y tế 24h.com bảo hành kỹ thuật trong 5 năm sử dụng. Để sở hữu sản phẩm, các bạn vui lòng liên hệ qua số hotline 0393 838 126 hoặc website thiết bị y tế 24h.com để được nhận tư vấn tốt nhất về sản phẩm.